Chị cùng vào chầu mà sao chị cứ ngó nghiêng cái gì thế? Chị đang khảo sát địa hình để lắp cái đường hotline. Hotline là gì hả chị? Hotline là đường dây nóng. Năm nay mọi người phàn nàn vì chất lượng hay dịch vụ y tế. Họ có thể nhấc máy gọi trực tiếp cho chị để chị xử lý. Thế chị là? Chị là y tế. Thế con chú? Em là giao thông. À, Linh mới à? Vâng, em mới được bổ nhiệm năm nay. Nếu anh nói anh cất cánh xong xuôi. À, máy bay à? Là thật ra anh rơi lốp mất rồi. Đây là kỹ thuật. Còn lúc xuống anh nghiêm đắc thế nào? Thì chỉ tay phi công nó biết thôi. Ôi giời ơi. Còn Vũ Hoài Đức kia đâu, nói sao bây giờ đây? Bệnh viện lừa dối dân, biết tin ai bây giờ đây? Lừa dối nào giờ? Thôi xin cô chớ thử máu xong rồi lại copy. Thôi mong cô hãy nhận lỗi sau những gì đã qua. Nhưng mà tôi nếu hai đứa muốn diễn lại sâu thì tao khuyên xin giấy phép đàng hoàng, còn cứ đứng hát nhang hát cuội thì tao cho thiên lôi ra bắt ngày. Dạ em chào anh ạ. Anh nào? Anh nào? Không phải. Sao? Sao lại chẳng là anh? Chào chị. Ui trông như thế này mà gọi là chị á? Nó thích thế, kệ nó. À, chị Đầu à? Ừ. Dạ em chào chị Đầu ạ. Thích hát lắm không? Dạ vâng. Giấy phép biểu diễn đâu? Ô kìa anh, bọn em đứng đây chỉ có hát trước cửa thiên đình thôi mà sao lại phải cần giấy phép à? Chưa biết luật lệ mới à? Như nào à? Bất kỳ ai muốn hát hò gì thì đều phải có giấy phép biểu diễn. Kể cả cán bộ của thiên đình muốn hát hò cũng đều phải có giấy phép biểu diễn hết. Dạ, gửi anh cái giấy phép. Cơ chế đẹp. Dạ. Tất cả là để phục vụ khán giả. Dạ. Hát tiếp đi. Ô, chị Đầu ơi, hai đứa chúng em có hát gì đâu à, có lên đây có phải biểu diễn đâu. Vâng. Đang phân định xem đứa nào vào trước, đứa nào vào sau thôi. Sao chị Đầu lại ABC à? Ui dồi ôi, cứ thế mà không nói luôn đi. Này, nếu mà để biết trước ai vào trước ai vào sau ấy thì đi ra ngoài cái cổng thiên đình ấy, có cái bản danh sách dán ở đấy nhá. Đi vào đấy xem ai biết vào trước vào sau sao. Sao lại thế nhỉ? Chị bảo ở trên thiên đình này nó là cái kiểu như thế đấy. Thế là thế nào? Lát nữa vào con Đầu này nó có nói gì nhá, chú đừng bao giờ cãi. Ở trên thiên đình này chỉ thích vùi dập moi móc thôi. Thế à? Cấm bức em ai bao giờ cả. Ôi. Chú không có lỗi, cứ nhận lỗi. Ôi. Chỉ có những người không làm gì thì mới không có lỗi thôi. Còn những người đã làm là kiểu gì cũng có lỗi. À, biết rồi. Biết rồi. Con đứng đấy làm gì? Đi ra. Này chị ơi. Thế giấy phép cung cấp cho người ta rồi, hỏi giấy phép cho bây giờ lại cầm phong bì người ta là thế nào? À, bé một thôi. Này, biết luật mới trên thiên đình chưa? Làm sao? Nói to, phạt 300.000. Trợn mắt phạt 400.000, vừa quát to vừa trợn mắt phạt 720. Sao lại lẻ thế? Cộng cả phát. Muốn phạt không? Thôi được rồi. Tiếp quá. Đấy 720. Chị đã bảo rồi mà. Lại lẻ thế nhỉ? You wanna move.
rồi đang nhảy múa tung rời thế mà tự dưng sao lại dừng thế? Múa hát tiếp đi. Muốn múa hát tiếp đưa thêm tiền nữa. Đây là mời lên để giao lưu nhá. Còn muốn múa tiếp thêm tiền nhá. Ôi trời ơi chết sợ thế. Cái gì đấy? Này Nam Tào ơi. Cái gì? Tôi bảo này. Làm gì mà cứ cuống cả lên? Của ông Tất đấy. Ôi trời. Ủa. Chưa nhận ra nhau à? Ôi trời anh đây. Tế đây. Trời ơi. À trời ơi, gớm khổ quá. Thật tình gì. Ông kinh tế mà năm nay ông kiếp trông kìa.